tiếp nối chương trình, Thúy Hằng kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Google sẽ xóa vị trí của người dùng khi họ đến phòng khám để phá thai. Theo một bản tin của đài CBS News hôm thứ Sáu 1 tháng 7, công ty Google cho biết họ sẽ làm việc để nhanh chóng xóa bỏ lịch sử vị trí của những người đến các địa điểm phá thai hoặc truy cập các trang web y tế chuyên phá thai vì lo ngại rằng thông tin kỹ thuật số này có thể giúp cơ quan công lực tìm kiếm những người phá thai bất hợp pháp. Sau khi tối cao pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết vào tháng trước rằng quyền phá thai của phụ nữ không còn được bảo đảm bởi hiến pháp, Google lo ngại cảnh sát có thể yêu cầu xem lịch sử tìm kiếm của khách hàng, vị trí địa lý và các thông tin khác tiết lộ kế hoạch phá thai. Hôm thứ Sáu, Google cho biết họ sẽ tiếp tục đẩy lùi các yêu cầu không chính đáng hoặc quá rộng rãi đối với dữ kiện của chính phủ mà không đề cập đến việc phá thai. Công ty cho biết lịch sử vị trí của tài khoản Google sẽ bị tắt theo mặc định. Quyết định này sẽ có hiệu lực trong những tuần tới đối với những người sử dụng lịch sử vị trí. Các mục nhập hiển thị địa điểm nhạy cảm bao gồm trung tâm sinh sản, phòng y tế phá thai và cơ sở điều trị nghiện ma túy sẽ sớm bị xóa sau khi thăm khám. Phát ngôn viên của Google không trả lời ngay lập tức rằng công ty sẽ làm như thế nào để xác định các lượt truy cập như vậy, hoặc liệu tất cả dữ kiện liên quan có bị xóa khỏi máy chủ của họ hay không. Cũng trong ngày thứ Sáu, Google cập nhật chính sách của công ty trong việc định danh các nhà quảng cáo là cung cấp dịch vụ phá thai, ngay cả khi họ chỉ phân phát thuốc qua đường bưu điện thông qua các cuộc gọi tư vấn. Ohio công bố hình ảnh người da màu bị cảnh sát bắn 60 phát đạn. Thông tấn xã CNN đưa tin Jalen Walker, người da màu 25 tuổi trúng ít nhất là 60 viên đạn trong cuộc truy đuổi của cảnh sát, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi được Stephen Mallett, cảnh sát trưởng thành phố Akron của Ohio, công bố ngày 3 tháng 7 cho thấy Walker tử vong do hàng chục phát đạn bắn vào vùng mặt, bụng và thân trên. Vụ nổ súng diễn ra hôm 27 tháng 6 khi cảnh sát thành phố Orange chặn chiếc xe màu bạc do Walker cầm lái vì vi phạm giao thông. Khi cảnh sát tới gần, một tiếng súng vang lên từ xe của Walker và thanh niên này rồ ga bỏ chạy. Tường trình của cảnh sát cho biết họ đã cố gắng dùng súng điện để khống chế nghi phạm, song không thành công và Walker tiếp tục bỏ chạy bất chấp yêu cầu giơ tay lên trời của cảnh sát. Cuộc rượt đuổi tiếp tục trong vài giây cho đến khi Walker dừng lại và bất ngờ quay về phía 8 sĩ quan đang truy đuổi, khiến họ tin rằng anh này chuẩn bị nổ súng nên đã phản ứng bằng cách bắn liên tiếp vào nghi phạm. Kết quả điều tra cho thấy Walker không mang theo vũ khí, mặc dù cảnh sát phát hiện súng trong xe của anh này. Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy hàng chục chiếc tiếng súng liên tiếp vang lên trong vòng 7 giây và chỉ kết thúc sau khi ít nhất có một cảnh sát khác ngừng bắn 3 lần. Một số video khác cho thấy anh này dường như nằm trên mặt đất trong khi cảnh sát tiếp tục nổ súng. Vụ nổ súng đã châm ngòi cho phản ứng giận dữ trong dư luận khi nhiều cuộc biểu tình nổ ra phản đối cảnh sát. Luật sư đại diện cho gia đình Walker cho rằng người này chưa từng phạm luật trong đời và không đáng bị cảnh sát đối xử như vậy. Thị trưởng thành phố Dan Horrigan kêu gọi người dân kiên nhẫn, bình tĩnh và để các công tố viên thực hiện công việc của mình. Ông nói tôi hy vọng cộng đồng thống nhất rằng bạo lực và đập phá không phải là câu trả lời cho vấn đề. Illinois xả súng tại lễ diễu hành quốc khánh khiến cho 6 người thương vong. Nhiều tiếng súng nổ trong lễ diễu hành tại thành phố Highland Park ở Illinois khiến hàng trăm người phải chạy thoát thân. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lee, tiểu bang Illinois cho biết vụ xả súng xảy ra khoảng 10 phút sau khi lễ diễu hành bắt đầu sáng 4 tháng 7 khiến cho hàng trăm người phải chạy thoát thân. Thông báo trên tài khoản Twitter của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Lee có đoạn: "Hãy tránh xa khu vực và để lực lượng hành pháp làm công việc của mình." Cảnh sát địa phương nói rằng 6 người đã bị thiệt mạng và 31 người bị thương, trong đó có 26 người được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát cho biết đang truy tìm tay súng và khuyến cáo người dân không rời khỏi nơi trú ẩn. Mike Jaronski, nhân chứng 73 tuổi có mặt tại hiện trường,
cho biết ông đã nghe thấy ít nhất có 20 đến 25 tiếng súng và phát hiện một người nằm dưới đất với nhiều vết máu. Ông cho biết tôi từng phục vụ cho quân ngũ và biết rõ tiếng súng từ vũ khí tự động. Lúc đầu tôi nghĩ đó là tiếng pháo, nhưng đột nhiên đám đông hai bên đường trở nên hỗn loạn. Tôi đến gần và thấy nhiều người đẫm máu. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trong đời. Hoàn toàn hỗn loạn. Hạ nghị sĩ Brad Schneider cho biết ông và các nhân viên dưới quyền tập trung ở đầu đoàn diễu hành khi vụ xả súng xảy ra. Còn nghị viên Bob Morgan nói rằng có nhiều người bị thương. Highland Park là thành phố với dân số là 30.000 người, nằm cách trung tâm thành phố Chicago khoảng 40 km về phía đông nam. Sự kiện xảy ra hơn một tháng sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas, khiến cho 21 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em. Kentucky, tội phạm đổ súng một cảnh sát, 3 người chết và 4 người khác bị thương. Theo hãng tin Reuters, chính quyền tiểu bang Kentucky cho biết 3 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một tội phạm đang bị truy nã nổ súng vào nhóm cảnh sát tại ngôi nhà ở khu vực nông thôn miền núi phía đông của Kentucky vào tối thứ Năm 30 tháng 6. Đài CBS News dẫn lời sở cảnh sát Floyd County xác định 3 cảnh sát bị bắn chết là ông William Petrie, ông Rap Prazur và ông Jacob Chaffin. 4 cảnh sát khác được xác nhận bị thương, trong đó 3 người đang nhập viện trong tình trạng ổn định và người thứ 4 đã được xuất viện. Cảnh sát tiểu bang nói thêm rằng một chú cảnh khuyển cũng bị thiệt mạng trong vụ nổ súng. Cảnh sát đã bắt giam Lance Stroll, 49 tuổi, vào tối thứ Năm 30 tháng 6. Tuyên bố từ sở cảnh sát Floyd County cho biết Stroll sử dụng một khẩu súng trường để bắn nhiều phát đạn vào nhóm cảnh sát chung quanh nơi ở của ông ta. Ông John Hunt, cảnh sát trưởng của Floyd County, cho biết lúc đầu chỉ có 4 cảnh sát bị tấn công và họ phải gọi thêm hỗ trợ khi có tiếng súng vang lên. Sau nhiều giờ, Stroll chấp nhận đầu hàng sau cuộc thương lượng có sự tham gia của các thành viên trong gia đình nghi can. Stroll ra hầu tòa hôm sáng thứ Sáu 1 tháng 7 ở Pike County. Nghi can không nhận tội với 3 tội danh giết cảnh sát và bị bỏ tù với khoản tiền thế chân tại ngoại là 10 triệu Mỹ Kim. Ông Daniel Cameron, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Kentucky, cùng với Thống đốc Andy Beshear bày tỏ sự đau lòng, đồng thời cũng tôn vinh về sự hy sinh của những nạn nhân trong vụ nổ súng. California chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả di dân lậu kể từ tháng 7. Theo AP, California trở thành tiểu bang đầu tiên bảo đảm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Kế hoạch này sẽ chăm sóc sức khỏe cho thêm 764.000 người, chi phí khoảng 2.7 tỷ Mỹ Kim một năm. Đây là một phần trong ngân sách hoạt động 307.9 tỷ mà Thống đốc Gavin Newsom sẽ ký vào ngày 7 tháng 7. Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2024, tất cả di dân lậu từ 65 tuổi trở lên sẽ hội đủ điều kiện hưởng Medicaid của California. Hơn 10 năm qua, các tổ chức ủng hộ quyền của di dân lậu kêu gọi California làm như vậy. Ở Hoa Kỳ, thông qua Medicaid, chính quyền liên bang và tiểu bang cùng chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên. Nhưng chính quyền liên bang không chịu chi phí chăm sóc sức khỏe cho di dân lậu. Thời gian qua, vài tiểu bang như California tự dùng tiền đóng thuế để chịu chi phí khám chữa bệnh cho di dân lậu. Hiện tại khoảng 92% cư dân California có bảo hiểm y tế, nhưng điều đó sẽ thay đổi khi ngân sách nêu trên được thực hiện đầy đủ, vì di dân lậu là một trong những nhóm người không có bảo hiểm lớn nhất ở California. Theo tổ chức chăm sóc y tế bất vụ lợi Kaiser Family Foundation, vào năm 2020, người nhập cư bất hợp pháp chiếm 7% dân số Hoa Kỳ, tức là khoảng 22.1 triệu người. Hiện nay di dân lậu đang dần được hưởng vài chương trình chăm sóc sức khỏe. California và Illinois bắt đầu mở rộng Medicaid cho di dân lậu lớn tuổi. Tuy nhiên, ở California, người Cộng hòa và nhóm bảo thủ phản đối mở rộng chăm sóc sức khỏe cho di dân lậu bất hợp pháp. Ông John Capo, chủ tịch Howard Jarvis Taxpayer Association, cho rằng làm như vậy sẽ biến California thành năm chăm thu hút di dân lậu. Một lần nữa, Thúy Hằng xin kính mời quý vị theo dõi một vài phần thông tin thương mại tiếp theo.